Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với kênh Thảo Dược Nghề Dao. Trong cái clip ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ và gửi đến các bác một số những cái hình ảnh về cái cây hà thủ ô đỏ. Và tôi sẽ cho các bác xem chi tiết cái cây với cái lá, cái dây hà thủ ô nó như thế nào để cho các bác nhận ra nó là cái loại cây như nào. Còn củ thì tôi xin phép tôi không đào nữa. Mà khi nhắc đến hà thủ ô thì chắc các bác cũng đã nhận ra cái củ hà thủ ô nó như nào rồi. Vâng, thưa bác, đây chính là một cái hố mà ngày trước tôi đã đào cái củ hà thủ ô lên. Rồi đây là một cái hố nó rất là sâu các bác nhé. Vâng, tôi đào được một cái củ nó khá là dài, khá là to ở đây. Cái củ hà thủ ô thì nó mọc rất là sâu. Vâng, ở đây tôi phải đào bới những cái cục đá nó như này đây các bác này. Đây, tôi phải đào ra những cái cục đá. Và cục đá to. Rồi không làm mất thời gian của các bác nữa. Đây chính là cái dây hà thủ ô đây các bác này. Và đây còn một nhánh nữa đây này. Đây. Clip hôm nay tôi chỉ chú trọng về cái phần dây với cái phần lá để cho các bác nhận dạng thôi các bác nhé. Và đây chính là cái cây hà thủ ô rừng các bác nha. Đây không phải là hà thủ ô trồng đâu. Vâng, ở trên này thì có khá là nhiều. Vâng, hầu hết chúng tôi đồ rừng là chúng tôi toàn đi lên rừng kiếm thôi, chứ mình chưa trồng, chưa nhân giống được. Vâng, đây chính là cái dây của nó này. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái dây của nó khá là dài. Vâng, đây là chính là cái lá của cái cây hà thủ ô đây. Vâng, lá thì khá là dài, hình tim, hình mũi mắt các bác nhé. Đây này, khá là dài. Theo như cái cây hiện tại bây giờ tôi cho bác xem ấy thì lá của nó rơi vào tầm khoảng 4 cm. Cuống lá cũng khá là dài. Đây, cuống lá nó dài bằng cái thân lá rồi. Đây là các bác này. Về cái đặc điểm nhận dạng của cây này thì nó hà thủ ô đỏ thì lá nó thường thường lá nó sẽ có màu hơi hơi đỏ ở cái giữa gân lá này các bác nhé. Rồi tôi sẽ tìm lại một cây để cho các bác nhìn rõ hơn. Và vừa rồi là một cái cây cây hà thủ ô. Tôi sẽ đây có một cây nữa này các bác này. Vâng, đây chính là một cây nữa. Toàn hầu hết là cái này ở trên rừng thôi chứ mình không trồng. Đây này, dây của nó bé xíu thôi các bác nhé. Và đây, nó hay mọc ở trên rừng, dưới những cái tán cây. Đây, lá của nó này các bác này. Đây các bác thấy nó có màu hơi đỏ đỏ đúng không ạ? Đây chính là cây hà thủ ô các bác nhé. Vâng, còn cái củ thì như cái đầu clip tôi xin phép tôi không giới thiệu, tôi không đi sâu vào cái củ cũng như là tác dụng của nó thì tôi không đi sâu. Nói đến hà thủ ô thì các bác đều biết là nó dùng để làm gì rồi đúng không ạ? Đấy, có nhiều bác chưa biết thì những cái clip sau tôi sẽ xin giới thiệu tiếp. Còn hôm nay thì tôi chia sẻ cho bác xem cái cận cảnh cái hà thủ ô thôi. Chứ nhiều bác nói thật là nhiều bác chỉ thấy củ thôi, còn trực tiếp cái cây, cái lá, cái dây hà thủ ô nó sinh sống như thế nào thì nhiều người vẫn còn mơ hồ lắm. Chính vì vậy cho nên là ở trên tôi thì có những cái cây như nào thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác biết. Đây chính là cái cây hà thủ ô lá này. Đấy, lá hình mũi mác này. Vâng, dài từ 3 đến 5 cm.
Vâng. Lá thì có màu hơi 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 đỏ ở giữa gân lá các bác này. Đấy. Đây chính là cái chi tiết cái cây hà thủ ô. Vâng, tôi xin tạm dừng clip này tại đây. Và như đầu clip tôi nói với các bác là tôi chỉ giới thiệu về cái phần lá, phần thân để cho các bác biết được cái cây hà thủ ô này, đây là một cây dây leo. Vâng. Về cái thân dây thì nó bé như thế này thôi. Đây này, thân dây nó bé thôi các bác nhé. Vâng. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi clip này của tôi. Nếu clip này hay ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like. Đồng thời tôi mong sao nhận được những cái bình luận của các bác để tôi hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn.